Việt World TV xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị sau cơn mưa trời lại sáng với công việc tấn tới và tiền vô như nước. Xin gửi đến quý vị một tin tức mới, đó là báo chí Triều Tiên im tiếng về sức khỏe của lãnh tụ Kim Jong-un. Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm ngày 22 tháng 4 không đề cập tới tình hình sức khỏe cũng như hiện trạng của lãnh tụ Kim Jong-un. Giữa lúc có nhiều đồn đoán nói rằng ông lâm bệnh nặng sau khi được phẫu thuật về tim mạch. Như thường lệ, báo chí Triều Tiên đăng tải thông tin về các thành tựu của ông Kim cũng như các phát biểu trước đây của ông về các vấn đề trong đó có kinh tế. Tên của ông Kim xuất hiện trên các báo nhưng truyền thông không nói ông đang ở đâu. Các quan chức Hàn Quốc và Trung Quốc cũng như các nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ bày tỏ nghi ngờ về tin tức trên báo chí Hàn Quốc và Mỹ về chuyện ông Kim lâm bệnh nặng. Nhà Trắng cho biết đang theo dõi sát các tin tức về lãnh tụ Triều Tiên. Tổng thống Trump vốn từng tiến hành hai cuộc gặp chưa từng có tiền lệ với ông Kim năm 2018 và 2019, nói rằng các tin tức về sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên chưa được xác nhận và ông không mấy tin vào các nguồn này. Ông Trump nói tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng rằng chúng tôi không rõ liệu các tin tức đó đúng hay không. Đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông Kim xuất hiện sau khi ông vắng mặt tại lễ kỷ niệm ngày sinh của ông nội và cũng là người lập quốc, ông Kim Il-sung, vào ngày 15 tháng 4. Theo Daily NK, một trang web đặt tại Seoul, cuối ngày 20 tháng 4 đưa tin rằng ông Kim phải nhập viện hôm ngày 12 tháng 4, vài giờ trước khi được phẫu thuật về tim mạch. Một ngày sau đó, trang tin này đính chính rằng bản tin chỉ dựa vào các nguồn tin không nêu danh tính ở Triều Tiên, chứ không phải nhiều nguồn như nói trước đó. Thưa quý vị, những ngày vừa qua thì cộng đồng mạng và các báo chí ở phương Tây và Mỹ đang truy tầm theo thông tin nói rằng ông Kim Jong-un sinh năm 1983 đang là chủ tịch của Bắc Hàn, tức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đã lâm trọng bệnh và đang nằm trên giường bệnh để mổ tim. Lý do là ông quá mập và có thể là mỡ ở trong máu nhiều và gây ách tắc tim nên phải trụy tim, phải mổ tim. Cộng với lại nguyên do là ông có hút thuốc nhiều và làm việc quá sức cho nên dẫn đến những cơn đau tim và bây giờ là trụy tim hoặc là đột quỵ tim. Hiện tại tin tức của ông thì rất là kín và không có được thông báo ra bên ngoài. Được biết rằng là ai sẽ là người kế vị của ông Kim thì mọi người đang để ý vào. Thứ nhất là ông Kim có vợ thì có ba đứa con. Như vậy thì ba đứa con đó là không rõ trai hay gái và không rõ là bao nhiêu tuổi, vì cái đó như là một bí mật quốc gia của Bắc Hàn, họ giấu nhẹm và không cho biết. Thì có khả năng là những đứa trẻ đó có thể sau này có kế thừa sự nghiệp tiếp tục như cha truyền con nối, như là đời ông nội của Kim Jong-un truyền xuống cho ba của Kim Jong-un rồi truyền xuống cho Kim Jong-un hay không. Biết rằng bên cạnh Kim Jong-un luôn có một cô em ruột là cô em gái luôn luôn kề sát bên Kim Jong-un trong mọi cuộc họp bàn quốc tế, trong là một cố vấn sát cánh bên Kim Jong-un. Cô này cũng có khả năng sẽ trở thành nhà lãnh đạo nếu như không may mà Kim Jong-un qua đời. Sự kiện Kim Jong-un bị trụy tim như vậy cũng làm cho những người chống đối Bắc Hàn và khắp nơi râm ran vui mừng. Tất cả mọi người đang hóng và đợi tin tiếp theo từ Bắc Hàn, đợi xem Kim Jong-un như thế nào và triều chính triều đại Bắc Hàn, cha truyền con nối của đảng Cộng sản Bắc Hàn sẽ như thế nào trong tương lai. Việt World TV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này. Kính mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube Việt World TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị sớm trở lại công việc, làm ăn khấm khá và kinh doanh phát đạt. Xin trân trọng. Kính chào.